vệ nhá. Và sau này chúng ta như sau: khi bị đối phương cầm gậy lao lên đánh, chúng ta sẽ xử lý như nào? Chúng ta nhìn thấy đối phương cầm gậy như thế rồi, chúng ta phải đưa tay vào đây, chúng ta lấy bút lên thật nhanh này, chúng ta thủng này. Tiếp theo là lao lên đánh này, đánh. Đánh. Chúng ta phải dích chân lên, lao lên, lao lên vào tay này, kê lên như này, kê lên để đỡ cái lực từ trên này xuống. Tiếp theo chúng ta lấy bút đánh xuống như này, thậm chí vòng ra như thế này, đây, vòng ngược lên, được chưa? Và chúng ta đâm như thế này, đó, đạp chân phát nữa, xuống luôn, được chưa? Đấy, chúng ta thực hiện lại nhé. Cái cách sử dụng như sau, quan trọng là chúng ta bình tĩnh này, chúng ta căn được khoảng cách này, và chúng ta sử dụng bút như thế nào, bạn cứ đứng đấy nhé, như sau này, mình sẽ thực hiện lại nhé. Đây, có thể bút ở đây. Xin lỗi các bạn nhé, mình đang quay phim ở gần nhà có nhiều chó nên là của hơi nhiều. Quan trọng là cái chất lượng của mình truyền đạt thôi. Đây nhá, đưa lên, đưa lên, thủ này, lên này, dích chân lên này, đỡ này, đánh xuống, vòng tay qua, đánh xuống, đạp xuống. Đấy, quan trọng là chúng ta dích lên và chúng ta sử dụng cái này để ra tăng cái lực tấn công lên nhá. Nếu như không ấy thì chúng ta chỉ có tay không thì chưa chắc là ăn được cái đối phương đâu. Đó, đi này, chúng ta đang đi để chúng ta nhìn thấy có thằng nó đang rình đánh mình đúng không? Rút bút ra, đấy, trực diện luôn. Tiếp theo này, đây, vào đây, cái này rất là cứng nên mình không cần tâm mạnh, tâm một vào đây luôn, vòng tay qua nhanh, vòng qua đây, để đấy, có thể khống chế cái này, đánh xuống này, đâm xuống này, hoặc ghi này, ghi mạnh xuống, đó, ép sát vào đây, và chúng ta đánh vào đây, đó, ok. Đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cái bút này để tấn công. Hoặc nếu như mà không có gậy mà chúng ta vô tình chúng ta bị lao đến tấn công từ phía trước, một cú đấm này, đấm đi, chúng ta đỡ, chúng ta đâm, một tay đỡ mà một tay đâm luôn, ok. Đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng khoác này. Chúng ta đặt cái này ra sau gáy này, bóc vào đây này, đó, xuống rồi đâm, đó, ok rồi. Đấy là cách mà chúng ta sử dụng cái bút này hiệu quả nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc các bạn thành công.